Chào các bác. Thằng audio hôm nay gửi cho bác khách tên là Hà ở Thanh Hóa một bộ sản phẩm của Puler gồm có con 8.800 mắc đôi. Con này rất là chất các bác nhé. Con này thì nó chạy 8 con sò tha. Thì như bác Thắng bác giới thiệu thì các bác cũng biết rồi. Thì đây em test nhanh qua để gửi về Thanh Hóa cho bác Hà. Con 8.800 hai la mã. Các bác ở xa nên là chọn những con các bác có thể nhìn thấy là đúng nó soi hương được hết các bác nhé. Rất là đẹp về hình thức. Còn bên trong thì đương nhiên là bao nguyên zin cho các bác rồi. Đấy, các bác ở xa bao giờ cũng phải ưu tiên chọn những cái con nó thành vách nó đẹp. Rồi không những cả về ở ngoài, còn ở bên trong cũng phải là chất. Đây, em quay cho bác nhé. Em đang đấu cầu A nhé. Cổng tu lơ này. Đấy. Một bộ của bác Hà là gồm có một con Puler con 8.800 mắc đôi. Đấy, cộng với cả con Puler dòng CSF 7000. Đây, em sẽ quay. Và em sẽ test nhanh nhá, vừa quay vừa test nhanh chỉ có 15 phút thôi. Nên là không có thời gian không mà xe nó chạy mất thì bác Hà nghe nhá, nghe một lần nữa nhá. Đây, em sẽ test nhạc luôn. Bật từ điện thoại xuống này. Người nghe đời lắm ba điệp một chuyện tình cay đắng. Cùng B không kêu ạ, bác Hà nhá. Tôi còn thơ tôi vẫn tôn này, mộng sắc này. Mơ đem viết thành bài ca. Tép này, tép nó có hai tâm hình này. Điệp vui như bướm trắng say đắm bên ba làng này. Làn một loa này bác này, một loa này. Thương yêu vô vàn. Loa thứ hai này, bác này cũng được nhá. Non nước sẽ không hề. Con đúng này. Bác Hà nhớ con 8.800 hai la mã hàng Make in Japan là điện 100V. Em có dặn rồi và em nhắc lại một lần nữa. Em test nhanh, xe nó không kịp thì bác thông cảm nhá. Bác về bác nghe sẽ được lâu hơn. Bây giờ em xin phép bác để em đóng hàng em gửi cho bác cho chuyến xe. Lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc.